Tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã phá hủy toàn bộ quặng mỏ và giết chết nhiều cường giả thần hòa của thiên nhân tộc, còn trộm thi bảo thạch quý giá. Cường giả trong tộc vô cùng tức giận, bọn họ yêu cầu người trong tộc tìm bằng được tiểu tử này, đoạt lại kỳ thạch. Thế là bọn họ ra ngoài hỏi thăm khắp nơi, có người nhìn thấy cậu di chuyển nhưng không biết là đã đi đâu. Về phía Vân Hy, nàng cùng với vài người đi tới Thiên Tiên Thư Viện, Thanh Y là người tiếp khách. Dù đã từng gặp nhau, nhưng Thanh Y vẫn giả vờ như không quen biết. Nhìn thấy Vân Hy đang chăm chú nhìn vào một món đồ nào đó, Thanh Y liền lên tiếng khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng, đồng thời nhắc đến cái tên Hoàng. Thanh Y cố tình nhắc tới chuyện Hoàng đã hộ tống Vân Hy mấy chục vạn dặm, lại vì nàng mà chém giết đẫm máu với chiến tộc là thật sao? Vân Hy vẫn thất thần không đáp lại. Thanh Y lại nói thêm, người có tình nghĩa như vậy, vì sao bây giờ cậu ta lại muốn nhắm vào thiên nhân tộc của nàng? U Vũ lập tức phản bác, cho rằng Hoàng có âm mưu với thiên nhân tộc. Nghĩa cử cao đẹp đó chẳng qua là giả vờ để cướp bí pháp của tộc hắn mà thôi. Hắn và Vân Hy lần này, lãnh pháp chỉ trong tộc, cần đi gặp tôn trưởng của Thiên Tiền Thư Viện bàn về chuyện chân gì khác, nên cáo từ đi trước. Hắn yêu cầu tên Vũ Luân ở lại giao lưu với mọi người. Nhớ là hành sự cẩn thận, đừng học theo khôn mạc đi kiếm chuyện cho thiên nhân tộc. Sau khi U Vũ rời đi thì một tên thanh niên là Phong Thứ, hắn cũng là một trong 6 nhân tài trẻ tuổi của thiên nhân tộc. Tên này lên tiếng bất mãn với U Vũ, cho rằng U Vũ chẳng qua là chiếm lợi từ thiên mệnh thạch mới ngồi lên được vị trí đứng đầu 6 thiên tài thiên nhân tộc. Bây giờ lại còn tỏ vẻ uy phong trước mặt Vũ Luân. Vũ Luân giả vờ dùng thái độ khiêm tốn nói chuyện, cho rằng đó là chuyện phục hưng của gia tộc. Hắn thân là con cháu hoàng tộc, càng nên có lòng bao dung. Phong Thứ vẫn tiếp tục tầng bốc Vũ Luân và nhắc tới Thạch Hậu. Nếu như hắn bắt gặp tiểu tử Hoàng đó thì hay rồi, sẽ đập cho Hoàng một trận. Đến lúc đó các vị thiên thần trong tộc sẽ biết là nên bồi dưỡng hắn chứ không phải U Vũ. Hắn không tin thực lực của Hoàng chỉ có tôn giả cảnh mà lại chém giết được chân thần, quá hoang đường. Vũ Luân cho rằng cậu không thể dựa vào sức mạnh của bản thân được, chắc chắn là có bí bảo do người lớn trong tộc ban cho. Phía Thiên Tiên Thư Viện nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện. Vũ Luân cũng là người của hoàng tộc, trên người cũng có bí bảo mà, đâu có thua kém người khác, sao không chém giết chân thần đi. Ngoài hoàng gia thì còn có một đại sư huynh của một môn phái rách nát cũng kêu gào là chuyên diệt thiên nhân tộc. Vũ Luân nghe vậy liền hỏi thăm tên to gan kia đang ở đâu. Sau khi biết vị trí, hắn liền gọi đến một con thú cưỡi, ngồi lên lưng nó rồi cầm lấy chén rượu trên bàn. Hắn sẽ đi xử lý tên tiểu tử to gan đó. Rất nhanh thôi, trước khi chén rượu này nguội, sẽ quay về tiếp tục nâng ly với mọi người. Những người khác cũng đi theo xem kịch. Thạch Hạo vừa mới ngủ dậy thì đã có người tìm tới cửa. Tên Vũ Luân này rất thích thể hiện. Người còn chưa xuất hiện nhưng đã tạo ra động tĩnh lớn, làm ra một cơn lốc xoáy cuồn cuộn trên bầu trời. Đồng thời lớn tiếng tuyên bố sẽ săn bằng ngọn núi này vì dám sỉ nhục thiên nhân tộc. Thạch Hạo nhanh chóng ra ngoài gặp mặt. Đám người của Thiên Tiên Thư Viện nhận ra nam chính. Theo những gì họ biết thì Thạch Hạo là người cực kỳ hung tàn. Tiếng lành thì đồn gần, tiếng xấu lan xa. Nhưng sau khi gặp mặt thì dáng vẻ lại hoàn toàn khác, trông rất bảnh bao vô song. Bọn họ cũng từng nghe tin cậu vô cùng mạnh mẽ, đến nay chưa từng thua lần nào. Nói không chừng là một lão yêu quái giả dạng thành thiếu niên. Vũ Luân hùng hồ lên tiếng, Thạch Hạo lập tức đáp trả lại, yêu cầu đối phương nói chuyện chú ý một chút. Đây chính là chí tôn đạo tràng đấy. Hắn ta nghe vậy, liền cười lớn khiêu khích. Sơn môn tan tá như vậy mà cũng dám ngông cuồng kêu gào chuyện tiêu diệt thiên nhân tộc. Thạch Hạo biết tên này đến là để báo thù, nếu muốn khiêu chiến thì cứ nhào vào đây. Hắn ta thẳng thắn cho biết mình đến đây là để lấy cái đầu của cậu. Vì khinh thường kẻ địch nên hắn ta không thèm dùng đến bảo vật hộ thân là thiên thần phù lục. Coi Thạch Hạo là tôm tép, tiêu diệt để lập uy mà thôi, dùng đến bảo vật thì còn lập uy gì nữa. Hắn bay lên không trung rồi bắt đầu bạo phát sức mạnh, Thạch Hạo cũng bay lên khiêu chiến. Hai người lấy ra vũ khí, nhìn nhau đắm đuối rồi lao vào nhanh chóng đánh cận chiến. Vũ khí va chạm vào nhau liên tục. Sau vài chiêu không làm gì được Thạch Hạo, hắn ta đành phải dùng đến bảo thuật, ngưng tụ một con rắn khổng lồ tấn công. Thạch Hạo dễ dàng ngăn cản. Sau khi nhìn thấy chiêu thức miễn dịch pháp lực cậu sử dụng, bọn họ liền nhận ra tiểu tử trước mặt này chính là Hoàng. Tên kia vẫn không chịu thua, hắn ta liên tục sử dụng ra bí bảo hộ thần. Bản nãy không dùng, bây giờ mới dùng thì đã quá muộn rồi. Chưa kịp sử dụng thì Thạch Hạo đã phóng ra một kích đâm xuyên người Vũ Luân. Sau khi tên này ngã xuống, pháp lực để lại trên chén rượu ở Thiên Tiên Thư Viện cũng tan biến. Thanh Y biết, kết cục của tên Vũ Luân, nàng hoàn toàn không hề bất ngờ. Linh thú của hắn ta lao tới, định báo thù cho chủ nhân. Thạch Hạo chỉ cần nhìn một cái đã dọa cho linh thú bỏ chạy, sát khí bạo phát ra quá mạnh.
Đám người bên ngoài sợ mất mật, nếu thì triển ra, e rằng chân thần cũng nguy to. Phong Thứ cảm thấy bí bảo cứ như vậy rơi vào tay kẻ địch, tội này chắc chắn sẽ rơi lên đầu mình. Cho nên, hắn đành phải chơi liều, chỉ cần vượt lên trước đoạt lấy bí bảo. Có bí bảo rồi thì hắn có thể dùng nó chạm sát hoàng. Hắn lao tới, định giành lại tấm phù. Đáng tiếc là không những không lấy được đồ vật mà còn bị Thạch Hạo giết chết. Chỉ cần dùng vài chiêu đã chém dụng 2/6 nhân tài trẻ tuổi của thiên nhân tộc. Bọn họ bây giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của Thạch Hạo. Bây giờ thiên nhân tộc bị tổn thất lớn, chuyện đã không thể hòa giải nữa. Thạch Hạo thu tấm phù vào trong tay rồi lại lớn tiếng tuyên bố bọn họ quay về thông báo với thiên nhân tộc. Nếu muốn báo thù thì cứ tới đây gặp mình. Sau khi U Vũ và Vân Hy quay trở lại thì nhận được tin tức Phong Thứ cùng Vũ Luân bị tiêu diệt. Điều này làm cho hắn ta vô cùng tức giận. Trước khi lên đường, thiên thần đã nhắc nhở bọn hắn phải làm việc cẩn thận. Vậy mà lại cứ không nghe. Hôm nay thiên nhân tộc tàn lụi, đời sau không biết sẽ có bao nhiêu người ngấp nghé. Vân Hy muốn báo chuyện này về tộc, để cho các trường bối định đoạt. Vũ Luân không muốn điều này, việc chấn chỉnh lại thiên nhân tộc là trách nhiệm của người nắm giữ thiên mệnh thạch, không cần báo cáo với trưởng bối. Hắn sẽ tự mình đi thảo phạt những tông môn bất kính, giúp tộc mình dương oai. U Vũ ra lệnh cho đàn em thông báo tin tức ra ngoài, đang quật khởi trở lại. Chỉ có như vậy thì mới có thể củng cố minh ước với các tộc, chấn nhiếp đạo trích. Tin tức Thạch Hạo xuất hiện cuối cùng cũng bị thiên thần của thiên nhân tộc phát hiện. Rốt cuộc bọn họ sẽ có dự tính gì, tạm thời chúng ta chưa biết được. Thạch Hạo đang nằm ngủ thì bên ngoài đã có nhiều thiên tài xuất hiện. Bọn họ nghe được tin tức, U Vũ muốn tỉ thí với cậu nên muốn tìm tới đây tham chiến. Có thể nhìn thấy, uy lực của thiên mệnh thạch cũng coi như là được mở rộng tầm mắt rồi. Ngay sau đó, chiến thuyền của các đại giáo đã đi tới. Bọn họ cũng đến đây xem náo nhiệt. Không ngờ là trận chiến này lại thu hút nhiều người tới như vậy. Có lẽ là vì giải đấu thiên tài 3.000 châu sắp bắt đầu. Thiên Kiêu muốn đến quan chiến để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Tề Đạo Lâm cảm thấy hành động của Thạch Hạo cũng khá ghê gớm, có sức hấp dẫn nhiều người, ẩu đả mà cũng có nhiều người tới xem náo nhiệt. Không thể để Chí Tôn Đạo Tràng trong bộ dạng này được, cần phải tăng thêm thanh thế. Thế là Tề Đạo Lâm thi triển pháp lực, các tòa kiến trúc đổ nát được xây dựng lại. Dáng vẻ của Chí Tôn Đạo Tràng nhanh chóng được thay đổi thành bộ dạng hoành tráng. Vân Hy và người của thiên nhân tộc nhanh chóng xuất hiện, sau đó là người của Thiên Tiên Thư Viện. Còn có một lão già giống như ăn mày đang say rượu. Lão già này là Côn Môn, trưởng môn nhân của một đạo thống đã tàn lụi, không có quá nhiều người quan tâm. Nhìn bộ dạng rách nát vậy thôi, rất có thể đây là một cao thủ ẩn danh. Sau khi Thạch Hạo lộ mặt, cự đầu của các đại giáo mới xuất hiện, khí thế vô cùng khủng bố. Tất cả bọn họ đến đây đều muốn xem Thạch Hạo bị đánh bại như thế nào. Nếu như cậu thành đế, đám người này sẽ không dám sỉ nhục như thế nữa. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi.